kiếp nhỏ. Có mà Mỹ ra mà làm bếp ở đâu đó. À, đây là những gương mặt hồi qua mà giúp đỡ tôi bán hết ngoài bán đất. Này bà ngoại nè. Đây cũng đẹp lắm mà, giả bộ. Đây là chị Nên nè. Chị Nên khóa mấy chị Nên? Khóa 2. Khóa 2 ha. 7983. À zoom cái mặt cho kỹ nè, chưa có chồng. Phạm Minh Châu ở nước ngoài nếu có nhu cầu á thì nói nghe nè, nó điều đạo. Điều đạo là sao? Là cứ hãy tay nào thiếu nó điều. Còn nguyên nè. Võ Tòng. Võ Tòng. Hay là Nguyễn Ánh. Ôi trời. À. Mình còn cái hình mà mình tìm, cố tìm ra. Mình đang tính. Hồ Thanh Tú. Tự Tú. Anh ơi, đây kịch trai nhất này, anh quay ra nha, anh đừng quay. Anh Hà đây. Cho đây Diễm hả? Diễm phải không? Phải Diễm không? Diễm mình cái xưa nha, đến nay. À. Xưa từ giờ chưa? Xưa rồi Diễm phải không? À, đây Diễm này. Đây là Đại ca Hải. Ồ, bye bye. Tống ca ca. Tống Tống Tiêu, Tống Vàng ha. Đồng chí này là đồng chí Bằng. Tống đây số này. À. Thầy Nguyễn Háo Thoại, phó hiệu trưởng trường kỹ thuật trang trí Đồng Nai. Đây là Trần Thanh Long, một phòng phá như nha. Con lại uống đi, con vô tổng con nói đi, nói chú. Xin lỗi anh tên gì anh ơi, kế anh Tú nào? Anh Khánh hả? Anh Trắng ha? Khánh Tự Khánh Nguyễn Hồng Huy. Anh là, anh Đỗ là gì Đỗ ha? Sứ Đỗ. Sứ Đỗ ha? Sứ Đỗ ha? Đúng là 28 hả? Đúng là 18 hả? 18 hả? 25. Đây là anh Nam, từ Nam Quốc. Nhân chuyên trách về hậu cần đây, bữa nay ra đây không có anh Nhân làm mệt luôn đó nha. Anh Nhân khóa mấy hả? Khóa 6 hả? Khóa 7 hả? Đó, để gì xe lên mạng cho số bạn không đi được thấy chim ngưỡng tự nhiên đi mà, có gì đâu.